cô làm gì vậy? Vô rửa tay đi, vô rửa tay đi chút cho bóc dịch ăn. Vô rửa tay đi nha Lan. Cái chỗ đó nó sạch á, vô rửa. Kìa rửa tay kìa, chỉ kìa. Mở nước ra. Đây nè, vô rửa tay đây nè. Nè, đi đây, đứng đây rửa. Ủa, bé con là cái gì? Bé con là cái gì bé? Này hả? Kéo gì hả? Đúng. Trời ơi, sao tôi nhỏ này quê ở đâu vậy? Hả? Quê Tài Vinh. Đó, đi vô rửa đi lên, ăn dịch bóc dịch tùm lum hết. Bóc dịch ăn điển tùm lum hết. Đây. Ngồi xuống xe về. Ngồi xuống xe về mẹ cho ăn nữa. Nè rửa hai tay. Rồi vô, rửa đi. Cảm ơn chị nha, cảm ơn bé nha. Rửa cái mặt luôn. Rửa mặt đi. Nhỏ này làm gì sợ rửa mặt dữ vậy bà? Cảm ơn. Trời ơi, coi cô tôi rửa mặt mẹ giờ tôi rửa mặt mẹ. Vô rửa mặt nha Lan. Lì lắm mấy đứa con tay lì lắm. À, cảm ơn gì. Cảm ơn gì. Nè 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 đeo vô bà. Bà đeo vỏ bà vô đi. Đeo vỏ bà vô. Trời ơi. Có hai mẹ con kìa đi mua cá khô, cá đồ rau củ luôn. Xong rồi đó. Phải đi về. Quá trời đông. Trời tôi khát nước quá trời rồi. Tụi con liền nước mía nữa. Cảm ơn nha bé. Ăn lễ Phục Sinh vui vẻ nha. Ngày nào cũng làm hết trơn hết trời. Lễ cũng không nghỉ nữa trời. Nhỏ giỏi ghê không. 15 đô giờ. They walk here 15 hour. An hour. 15 dollar an hour. 15 Australian dollar an hour. See what? Remove the veggie. That's not fresh. And to make sure that on veggie is fresh. Cá khô phòng này về chiên ăn ra luộc luộc ra ăn ngon dữ lắm. Nè Vivian. Okay, let's go. If they work for 5 hours, they will earn $75. Yeah. How many hours you work a day, you know? 8 hours. Oh. Sometimes and 10 hours. Yeah. Xe đó xe gì vậy? Xe điện. Wow. Có trường xe. My principal has a Tesla. Did say? Yeah. Oh God. Really? Huh. Cool. It's a white one. Sit how yeah? So we sit where? Do we sit? Sit outside here. You want? Nhanh lên, kìa cái ông kia nhìn mày kìa Vivian. Ghê không? Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá, ông nhìn con á. Ông muốn bắt cóc con hả? Ông nói với bà kia đó. Nhỏ kiểu đi một mình kìa. Nhỏ nó đẹp quá, nó đi một mình kìa. Bắt cóc quá đi, bắt cóc quá đi. Phải không? Phải ông nói vậy không? Check the time, please. I'm sit here. Right. Another teller. Big fish. Big supping. A lot of it is.